Vâng, xin chào các bác. Hôm nay là ngày 2 tháng 9. Xin chúc mừng các bác, chúc sức khỏe những ngày quốc khánh. Hôm nay tôi có lô hàng đặc biệt thì tôi cũng quay luôn giới thiệu các bác. Lô hàng này thì thật ra nó về từ hôm qua rồi, nhưng hôm nay tôi mới mở ra. Hôm nay tôi mở ra thì tiện tôi quay luôn lên giới thiệu cho các bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Đây là một lô lọc tôi nhập trực tiếp từ Hàn Quốc, lô lọc của hàng. Các mẫu sản phẩm này đều của Hàn Quốc. Và lần đầu tiên tôi nhập sản phẩm trực tiếp từ Hàn Quốc. Nhập lần đầu tôi lấy tạm 5 con và sau xem hàng họ nào thì tôi lấy thêm. Thì đây nó theo chuyến bay từ Hàn Quốc về Hà Nội đây. Mã Vietjet 0963 trưa hôm qua về nơi. Các mẫu lọc này thì nó không còn lạ với tôi, cũng như nếu các bác nào theo dõi tôi đã đăng từ trước. Vì các cái sản phẩm này tôi đều đã bán rồi, nhưng nó chỉ đặc biệt là tôi nhập trực tiếp về nơi chứ không phải là qua hàng bãi lưu kho ở Việt ở các nước Campuchia hoặc là các nơi lưu kho rồi mới về đến cửa hàng tôi, mà đây nó đi thẳng luôn. Đây các mẫu lọc này thì là gồm có in keo 5010C, mẫu lọc này tôi bán rất nhiều rồi, hình thức rất đẹp và hay, đèn nháy hai bên. Đây có hai con 5010C và có một con Lotte LG 7700. Con này thì khá hiếm. Con này đây là con thứ ba tôi bán. Con này rất nhiều khách hỏi nhưng mà tôi không có hàng. Vì con này nó hình thức cực kỳ sang trọng luôn, hai hồi gỗ đẹp sáng bóng hai bên. Với lại đèn mưa nó rộng, giả đèn mưa rộng. Những con lọc nào mà đèn mưa rộng thì rất được nhiều khách săn lùng, ưa chuộng. Cũng giống như con và con này tại sao người ta săn lùng nữa là một cái là màu màu vàng chanh, trưng bày rất nổi và đẹp. Và con này thì bác nào có nhu cầu mà đã gọi điện đặt hàng tôi nhiều thì tôi có đây thì hãy liên hệ lại nhé, bởi vì có mấy bác hỏi rồi nhưng mà đều không có. Và tiếp theo là con mẫu lọc Alarm 1880, con này thì tôi đã bán được, lần này cũng lần thứ ba giống con màu vàng chanh này. Lần thứ ba có sản phẩm này. Nghĩa đây là con thứ ba tôi đã nhập được về. Con này cũng đèn mưa rơi rất rộng nên được rất nhiều người thích. Nó hợp trưng bày cho các bác nào dùng các cái âm ly màu đen thì thường mình lấy các cái sản phẩm nó cùng tông màu nhau thì bày nó đẹp hơn. Hình thức còn rất mới và đẹp nha. Nó không phải qua các cái kho cũng như quá trình vận chuyển nhiều ở Việt Nam nên nó hình thức còn rất mới và đẹp. Và bên cạnh đây là một con lọc in keo. Con này tôi cũng mới bán. Này có mã là Equine 2500 in keo. Con lọc này dùng cần gạt. Và cần gạt giải âm rất rộng, 12 cần nên chất âm rất chi tiết luôn. Đây, 12 cần một về. Con này có cả sách hướng dẫn này. Cho các bác nào mà có con học tiếng Hàn thì đọc hướng dẫn cho các bác nghe. Nói đùa thôi. Cái hướng dẫn này thì có thì đóng vào đây cho đẹp, cho nó cảm giác là một sản phẩm nó còn zin, còn độ chất của nó, chứ mình sẽ hướng dẫn mình làm cái gì đâu. Con lọc IKEA này thì hiện tại cửa hàng tôi vẫn còn một con cần gạt này. Đây. Con đây. Các bộ lọc này thì nó không còn xa lạ với tôi bán rất nhiều nhưng nó đặc biệt là nó đi thẳng từ Hàn Quốc về cửa hàng tôi. Vâng, rất xin cảm ơn các bác nào có nhu cầu thì tôi sẽ liên hệ với tôi đặt cọc tiền, tôi sẽ bán gửi hàng qua dịch vụ bưu điện hàng mang đến tận nơi cho các bác, phí vận chuyển là người mua phải chịu, bởi vì mình không đến được tận nơi thì mình phải thanh toán cho nhà vận chuyển. Rất chân thành cảm ơn. Các mẫu lọc này có giá dao động 3 triệu đến 5 triệu, xin thông báo như vậy, xin cảm ơn.